Kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay em lại tiếp tục trao tiền cho cụ bà 70 tuổi, cụ bà 80 tuổi và các bạn trẻ ở xóm nhà lá này nha cả nhà. Xin mời quý vị cùng đón xem ạ. Dạ cô chú anh chị nhớ xem, like, share và nhấn nút đăng ký ủng hộ em nha cả nhà. Dạ đây là quà của chị Hà ở Hà Lan gửi cho 20 ký nhãn và tiền ủng hộ là 1,7 triệu. Rồi là 20 cái nhãn nè mọi người, tí nữa em chia sẻ với mấy người hàng xóm thôi. Mỗi người một ít để ăn lấy thảo à. Rồi, và sau đây nhân vật chính xin mời chị Chính. Chị Chính đâu rồi ta, vợ chồng chị Chính đâu ta. Chị Hà bên Hà Lan cũng gửi cho hai vợ chồng chị 200 ngàn. Tí nữa em sẽ chia nhãn cho chị nha. Em vợ chồng anh Chính cảm ơn chị. Chị Hà ở Hà Lan. Ở Hà Lan chúc chị được nhiều sức khỏe. Dạ rồi, ok chị. Dạ dạ dạ. Cảm ơn chị. Và cái chị Hà bên Hà Lan cũng gửi cho Ni 200 ngàn. Anh gửi em. Dạ, ngày nay là ngày bội thu của Ni á. Dạ chị ơi, em cảm ơn chị nhiều. Chị Hà ở Hà Lan em chúc chị nhiều sức khỏe. Em có yêu đội bóng Hà Lan không? Dạ không, em tôi lắp màu da cam là Hà Lan hay sao? Đúng không? Gần nó mời bóng này đâu mời đá đâu biết. Và em thích anh... đánh banh đũa. banh đũa là gì? Banh đũa cơ, không biết banh đũa hả? Banh đũa là gì? Bởi vì anh không có tuổi thơ mà nó không hiểu. Cũng chị Hà bên Hà Lan cũng gửi em 200 ngàn. Cảm ơn chị ở Hà Lan rất nhiều. Rồi ok em. Và cũng có gửi cho 70 cũng 200 ngàn. À, và chị đó cũng gửi cho anh Toàn 500 ngàn mọi người, có sự thiên vị nhẹ. Mà dạ, cũng xứng đáng chị ơi. Dạ, em cảm ơn chị Hà ở Hà Lan đã cho em số tiền này. Em rất cảm ơn chị, chúc chị được nhiều sức khỏe ạ. Trời ơi, thấy vô mới được, trời, cái rổ nhãn nó ngon. Trời ơi, cái rổ nhãn nó ngon kinh hồn luôn anh chị ơi. Trời ơi, nó đã. Lắm luôn á. Nãy để trong bọc. Ăn chuồng không đã, gì đã. Mãi trong bọc rồi nhìn nó có cái bọc mồ hôi, nhìn nó không hấp dẫn mà đem ra thấy hấp dẫn không thế nào, nên thấy chẳng chẳng luôn. Rồi, cảm ơn chị Hà bên Hà Lan đã nhờ người thân mua 20 ký nhãn tặng tụi em nha chị. Không ngon thiệt chứ bộ. Đúng, nhãn bẻ mà. Nhãn tại vườn nữa. Nó chưa có xử lý. Em miếng tay lên đó chị, em với Toàn đi giao cơm xong rồi sẵn ghế lái luôn đó. Giờ còn 5 ký cá khô nữa mà chưa có thời gian đi lái luôn á. Bên chị Hạnh ở Đài Loan có nhiều người nhà luôn. Dạo này lái đồ hoài, ngày nào cũng có đồ luôn á. Dạ. Thôi nói chung em đi. Nói chung em xin thay mặt cả gia đình. Nói chung em cũng thay mặt cả gia đình cảm ơn chị Hà, mấy cô anh chị ở của Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ và thương tụi em. Một lần nữa em xin chúc cả mấy cô chú được nhiều sức khỏe và mọi sự được may mắn và ăn lành à. Dạ, em xin hết rồi. Thầy bữa giờ qua bếp cơm thì phụ giúp như thế nào rồi em? Dạ, nói chung là có một bữa em con nghỉ ở nhà nên là bữa đó em mệt quá nên em cũng có xin nghỉ nhà. Còn ngoài ra em khỏe là em đều đi làm hết, em bình thường. Nói chung đi làm thì rất là vui ạ. À, ở nhà buồn lắm nhưng mà bữa hổm có một ngày ở nhà nó buồn lắm mà bệnh người phải gắng chịu thôi. Rồi còn phải là em đi lặng em phụ hết. Nói chung đi lặng phụ vui lắm, có mấy cô mấy chú rồi nói chuyện đồ này nọ, nó không có mệt. Khi mà đi phát cơm từ thiện với anh đó thì em thấy tâm của em như thế nào? Dạ, có vui thấy không? Nó nhẹ nhàng. Và em có bị la không? Dạ không. Có bị Bình Định la không? Dạ, không. Bình Định chửi thôi hả? Bình Định chửi thôi. Không, nói chung là có nhiều cái nói mà không la không chửi thì nó cũng không phải là không có. Nhưng mà nhiều cái tôi dạy cũng đúng mà. Em nói chưa với quý vị ơi, trời ơi, đi phát cơm từ thiện á bà, mình phát có 1-2 người dồn tới đông á, 20-30 người cũng phải hoảng chứ. Tụ tập đông người sợ dịch bệnh mà con la hét quá trời. Từ con phát cơm con nói từ người đứng đi ai cũng có phòng. Nhưng mà con là người dành, người đứng sát bên sát bên. Trời, con với Bình Định quảng có bỏ nguyên bọc đó, con với Bình Định chạy luôn. Là nói chung là em với Bình Định đi phát cơm nói chung là rất là vui. Mỗi lần mình cho người ta được cái gì đó hoặc là mình giúp được một cái gì đó thì mình lấy lòng mình nó gọi là nó nhẹ nhàng, nó hạnh phúc lắm. Mình làm được một cái công việc gọi là nó có ích
trong rồi. Cái thời mùa dịch này là nói chung em cũng rồi hơn. Ok rồi, cảm ơn máy móc là con sẽ trao số tiền của Mạnh Thường Quân ở Úc có gửi về 9,5 triệu bao gồm gửi cho anh Minh Tý Giàn Giáo và Bắp Cơm cũng như là cho Đức Ni Toàn Loan, thì có gửi cho Tình là 200,000. Con cảm ơn cô. Rồi bà có gửi cho Loan 200,000. Con cảm ơn cô. Và bây giờ tiếp tục em trao số tiền mà của cái chị, cái cô thi đoàn ở Washington, Mỹ có gửi cho bà là bà cụ 80 tuổi là $50 là 1,115,000. Đưa 1,110,000 đây, tiếp anh có 5,000 anh đưa, 20,000 anh đưa. Là không có tiền lẻ. Con gửi cho bà. Là $50 đó nha bà. $50. Cô gì cô? Cô thi đoàn. Cô thi. Cảm ơn cô thi rất là nhiều. Đã giúp đỡ cho bà. Và tiếp tục là cái nhóm những người bạn của chị Ngân ở Úc thì cũng có gửi cho bà 1,000,000 ạ. Mà gửi lời cảm ơn cô Thi. Cô là cô Thi hả cô? Dạ đúng rồi, cô Thi Đoan à. Cô Thi ở Úc nhiều sức khỏe. Không, đây là của những người bạn của chị Ngân, nãy là cô Thi rồi, lúc ban đầu rồi. Đây là những người bạn của chị Ngân. Dạ, đây là số tiền của những người bạn của chị Ngân gửi ở Úc gửi. Thì nói chung là bà cảm ơn. Nói chung là bà cảm ơn thôi, không có gì. Tất cả mạnh thường quân. Dạ. Bà đếm thử sáng giờ con trao bà được nhiêu tiền rồi. Bà còn đủ minh mặn nên đếm không ta? Là mấy triệu bà? 3 triệu. Là hôm nay là bà được 3,610,000 đúng không? Để tí nữa con có tiền lẻ con đưa bà thêm 10,000 nữa, tại vì trong túi con giờ không đủ, không có 10,000 lẻ. Rồi con cảm ơn bà, con chào bà nha. Dạ. Kính thưa các cô chú anh chị. Dạ bà ơi. Hồi chiều có một cái cô Mạnh Thường Quân á, là cô đó tên Hà, cũng chỉ là người Hà Lan á, nên là cũng có gửi cho bà 200. Dạ. Dạ cô Hà ở Hà Lan à. Cảm ơn cô Hà ở Hà Lan. Hà Lan cô. Hà Lan, cảm ơn cô Hà rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ rồi dạ cảm ơn. Chúc cho cô nhiều sức khỏe. Dạ rồi. Dạ con cảm ơn bà nha. Dạ. Kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay em lại tiếp tục trao tiền cho 4 bà cháu ở xóm nhà lá này nha cả nhà ơi. Chưa gì hết nực nóng lắm hả anh đi. Trời ơi, con chúc anh chị ạ. Và hôm nay anh sẽ trao tiền của một Mạnh Thường Quân ở Úc, lúc có gửi về 9,5 triệu gồm có gửi cho anh Minh Tý Giàn Giáo và Bắp Cơm. Và bây giờ anh sẽ trao số tiền đó là cô ủng hộ bạn Đức 200,000. Mạnh Thường Quân giấu tên ạ. Rồi bạn Ni là cũng 200,000. Con cũng cảm ơn cô nhiều. Và bạn Toàn là 500,000. Dạ, con cảm ơn. Từ bạn Toàn rồi. Chưa, bạn còn Toàn còn lại 200 tiền gì đó. Thêm 200 tiền bạn. Mà mua màn trắng. Màn trắng để em ghế tình yêu hay giường tình yêu gì để nói với thằng Đức á mà giờ tan vỡ rồi. Bậy. Con cảm ơn cô rất nhiều. Con chiều nay con sẽ đi mua vậy con gắn liền. Dạ rồi, và có một Mạnh Thường Quân chị Wendy ở Mỹ có gửi về cho bà cụ Minh này, cụ 70 tuổi là $100 là 2,3 triệu. $100 và 2,3 triệu, và có $50 là nhờ con là mua sữa Ensure đó bà.
là bữa nào con sẽ mua anh xua sau, bây giờ con giao trước là 100 đô là 2.3 triệu. Ủa? Đếm giùm. Anh ơi có 1.3 triệu à, anh ơi. Lộn lộn. Em không có tiền đâu em bù nha. Thật là xéo sắc. Đưa con có 1.3 triệu. Cảm ơn cô Wendy mà làm tươi. Cảm ơn cô. Chúc cô nhiều sức khỏe. Rồi và còn 50 đô mà để mua sữa Ensu cho bà sữa hộp á. Dạ. Thì để con tìm chỗ nào bán sữa mà hàng sách tay ở Mỹ thì con sẽ mua cho bà nha. Dạ. Giờ bà uống sữa bịch đỡ đi. Và có một cô là cô có pháp danh là Diệu Phước. Cô cũng ở Mỹ. Thì có gửi về 270 đô thì có phần còn lại là của bếp cơm và có gửi riêng cho Annie là 100 đô là 2.3 triệu. Gửi cho em 2.3 triệu rồi anh cũng không đếm nữa. Rồi 100 đô này Annie ơi. Dạ. Đếm là đủ không cha? Đúng rồi. Còn dư trả tôi thiệt. Em cảm ơn con, cảm ơn cô. Cô gì? Cô có pháp danh là Diệu Phước ở Mỹ. Cô Diệu Phước ở Mỹ. Con biết cô là người dân tộc Khmer Campuchia. Tại con sao biết hay vậy? Dạ con có nói chuyện với bài mà. Bà nhóm ông con đây ông đây đại ban kia ban chuyên về chay mà đang được nhóm này ban ơi tàu mưa chầm ngư đôi chia nhờ tôi mà đây cái nhóm tinh quay bánh chuyên ta đang băng ôn sập phum hay mà đón tiếp nhóm có quân ta đòi ôm lấy nhóm ban tập tuôn ban bị cháy chấm nuôn pi lên bay rồi bà nhóm có quân bà không hiểu gì hết. Dạ, cảm ơn đó. Không hiểu gì hết. Em hiểu được cái từ cuối cùng là cảm ơn á. Dạ, con không hiểu gì hết. Cô nói lại được không? Dạ một lần nữa con cảm ơn cô Diệu Phước. Thì chửi tụi con. Là con có cảm ơn cô bằng tiếng Khmer là gốc của Khmer luôn á. Con đùa lên nha cô. Con đùa chứ. Con cảm ơn bằng tiếng Khmer nhưng mà mấy anh không hiểu con phải dịch lại tiếng Việt cho cộng đồng mạng hiểu. Rồi, dịch đi. Anh chị thôi nói tiếng Anh xong dịch luôn đi. Mà nói, em nói em biết ba thứ tiếng mà còn tiếng gì nữa? Tiếng Hoa mà khó nói lắm. Nói một xíu tiếng Hoa cũng được. Tiếng Hoa. Ừ. Ủa sao mà tao thấy mày có nhiều áo, tự nhiên lấy áo con toàn mặc hoài vậy? Ta cho mà. Cho là mà. Bữa mặc vui mới xinh sao? Vậy hả? Rồi, nãy giờ dịch xong chưa? Dịch lại tiếng Việt rồi hả? Dạ dịch rồi. Hiểu không? Chưa nghe được gì luôn. Chưa nghe được gì luôn. Tự nhiên đang nói đã đời đó, cái sao vô dụ cái áo cái nó ờ áo này cho rồi mà mặc trước mới xin xong cái nó lại dịch rồi đó. Hồi sáng cô có nói chuyện với em một lần nữa. Cô nói gì? Cô nói là cô có gửi rồi rồi cô sẽ hỗ trợ cho em mấy trăm thùng mì á. Ừ, để phát từ thiện hả? Để phát từ thiện ở dưới quê mà cô có nói là cô đó tối anh cho số điện thoại của em đó. Dạ có rồi cô có nói là cô có gửi cho con 100 đô rồi cô gửi cho anh Bình Định 20 đô. Ai biết mà nói. Không, cô có nói với em. Nhưng mà trên clip mà nói gì vậy anh điên khùng ghê mẹ mất nết mất nè. Vậy cũng chửi nữa. Tao chửi tao đưa clip lên luôn á. Đúng rồi, tao không bao giờ nói sai.